cẩn thận nha. Đang diễn cái trò gì không biết. Lão đại, tên lão hòa thượng trí thiện đó làm chúng ta thiệt thòi hai lần. Cuộc thi võ diễn lần này không được đại chúng thuận lợi hoàn thành. Đúng đó lão đại, lần đó ở bờ sông, lão hòa thượng trí thiện làm cho Đôn Hoàng thất sắc chúng ta mất hết sĩ diện. Lần trước ở Thiếu Lâm, đúng lúc sắp đạt được thành công thì bị tướng quân gọi về, không trút được cơn giận, trong lòng vô cùng khó chịu. Các người nói rất đúng, thù này không trả, chúng ta không phải là Đôn Hoàng thất sắc. Đi, chúng ta hãy đi bắt đám trẻ đó về giao cho tướng quân. Mau coi, đám trẻ đó đã tới rồi. Ý, chơi vui thiệt, giống như bắt quân binh cường đạo. Mau thay quần áo đi. Các ngươi có chỗ nào giống sơn tặc chứ? Cải trang quá tệ mà. Mọi người mau cải trang đi, đừng để chúng nhận ra chúng ta là Đôn Hoàng thất sát. Nếu không, lão hòa thượng trí thiện biết được nhất định sẽ tìm tướng quân. Mau kiện chúng đi. Dạ. Tới rồi, mọi người chuẩn bị. Đệ đệ phải cố gắng lên nha. Mọi người sợ chứ? Đừng nói nữa, ta cũng hơi sợ. Đừng có sợ, vận may của chúng ta không tới nổi tệ, làm gì mà dễ dàng gặp được sơn tặc vậy? Đúng, Thái Ngọc nói rất đúng, chúng ta nhất định có thể qua được ải. Tiểu Kiệt, đệ cũng khóc đi, chỉ có nữ một người khóc, không có không khí gì hết. Vậy cũng được. Mội nhất định phải cố lên nha. Mội. Núi này do ta mở, cây này do ta trồng, muốn đi qua chỗ này giao tiền mãi lỗ ra đây. Sơn tặc, cứu mạng. Đừng lo chuyện bao đồng. Cứu muốn làm gì? Cút được thì được, đừng bao giờ cút sắt nha. Đại gia, chúng tôi thật sự không có tiền. Trong thôn chúng tôi xảy ra dịch bệnh, rất nhiều gà đã bị chết, sau đó người cũng bắt đầu phát sốt. Các ngươi nói chính là thứ ôn dịch gà truyền cho người người sẽ chết. Ngươi có phải đang gạt bọn ta không vậy? Không phải, chúng tôi thật sự có ôn dịch mà. Đúng, là thật đó. Ôn dịch, mau đi. Qua đi, nhanh lên, đi mau. Phương Thế Ngọc chắc chắn thất bại rồi, chắc đã bị sơn tặc bắt đi mất. Không ngờ dùng trái này thì có thể gạt được chúng. Có lẽ sẽ còn gặp sơn tặc nữa, chúng ta tiếp tục diễn tới khi an toàn về tới võ diện. Khất Nhi, mau nằm xuống. Được. Thật là xui xẻo mà, không ngờ lại gặp ôn dịch nữa chứ. Không đúng lâu đợi, bọn trẻ đó nếu bị ôn dịch làm sao còn để chúng đi thi? Không ổn, mắc bẫy rồi. Mắt mũi Đôn Hoàng thân sáng chúng ta mất sạch hết rồi, không ngờ là bị đám nhãi ranh đó lừa gạt. Trời ơi, các người đúng là ăn hại mà. Lão đại, đừng đánh nữa, bọn trẻ đó chắc chắn còn chưa đi xa, chúng ta đuổi theo, nhất định lấy lại thể diện. Đi. Có ngủ rồi gì? Cũng may bắt được người phụ nữ này, tối hôm nay chúng ta có rượu uống rồi. Đừng đi mà, các cô quay lại đi. Có người cởi trói cho ta đây. Trời ơi, hôm nay là ngày thi vào võ diện của Thế Ngọc. Hả? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Không hay rồi, bọn trẻ đã gặp nguy hiểm.
Đã xảy ra chuyện gì vậy? Phương Trự đại sư không hay rồi, bọn con bị đánh lén, bọn trẻ gặp nguy hiểm. Ờ, chẳng lẽ là bọn họ? Mau chóng phát tín hiệu, tạm dừng cuộc thi lại. Dạ, Phương Trự đại sư. Đó là cái gì vậy? Để xảy ra chuyện gì? Không hay, không hay rồi. Có chuyện rồi. Chúng ta mau qua phụ đi. Không được, không được. Nếu cả hai chúng ta cùng đi, ai sẽ trông chừng bọn trẻ? Huynh tự mình đi được rồi, ta sẽ ở đây bảo vệ bọn trẻ. Ừ, đúng, bảo vệ bọn trẻ. Ừ, tao mà nói trước, giao cho huynh đó. Được. Đám sơn tặc này thiệt là ngốc quá đi. Hụ một cái đã sợ chạy mất tiêu. Thế Ngọc, để có thể nằm tiếp lên xe được không? Không được, bọn ta còn chưa được nằm mà. Vậy ngươi cứ qua đống đất đó nằm đi. Này nói bọn ta là đồ ngốc. Bảo vệ Nữ Nữ và Tiểu Yến Tử. À, được. Nữ Nữ tỷ tỷ, tỷ không biết phải làm sao hết. Mới sợ quá. Nè cẩn thận. Cũng may ta tới kịp. Phi Phong Hiệp, ta thấy con đó, phải ở lại võ diện học võ công đàng hoàng. Nếu không thì chắc chắn sẽ bị người ta coi như là trái banh. Cả gan làm loạn cuộc thi võ diện của ta. Hôm nay bọn họ nhiều người, chúng ta lui trước. Chạy. Thế Ngọc, con nhất định phải cố gắng học tập. Tương lai của võ diện dựa vào con. Phương Trượng, ta sẽ đi theo bọn chúng để xác định xem bọn chúng đã rời khỏi chưa. Vất vả rồi. Cáo từ. Nè các con, vòng thi thứ hai này các con đều thông qua hết. Tốt quá rồi. Không sao rồi, Phương Thế Ngọc bọn chúng đã thông qua. Được rồi, Phương Thế Ngọc bọn chúng đã được thông qua rồi. Lôi Tiểu Hổ, tới lượt các ngươi xuất phát đó. Các huynh đệ, đi. À, đây, đây, đây. 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 Chậm lại. Hả? Cẩn thận chút, có sát khí. Hả? Chẳng lẽ phía trước thật sự có sơn tặc? Ở đâu? Ở đâu có sơn tặc? Thật sự, ta cũng không biết. Đừng có tự hù mình nữa chứ. Tiểu Hổ, huynh xem đề thi của Thiếu Lâm đưa ra sao mà kỳ lạ như vậy? Để còn tưởng là sẽ thi căn cơ võ công, tại sao đưa ra đề thi kỳ lạ như vậy chứ? Hai, một sách như đệ đây, đừng có lo lung tung. Có bao nhiêu đứa trẻ biết võ công? Nếu Thiếu Lâm tự đã mở võ viện, chính là để dạy chúng ta võ công rồi. Nếu không, không phải mở vô ích sao? Dòng thi này rõ ràng là thử nghiệm lòng dũng cảm. Chắc chắn là dũng cảm. Để biết rõ là phía trước có sơn tặc, để coi đệ có dám đi tới đó không. Đệ hiểu rồi, đây là rõ biết trên núi có hổ mà vẫn không sợ thẳng tiến. Sư phụ Thiếu Lâm chính là gạt chúng ta. Thật ra rõ ràng không có sơn tặc gì hết. Huynh nghĩ coi, để đám con nít đi ứng phó sơn tặc, vòng thi này cũng quá nguy hiểm rồi. Có chút đạo lý, vậy chúng ta đi. Để lại mua tài lộ, nếu không chúng ta đúng là có sơn tặc thật đó. Mọi người đừng sợ, có ta ở đây. Để thấy huynh cũng đang run mà. Đừng nhiều lời, mau giao hàng ra đi. Xin hỏi hàng gì đại gia? Chúng tôi chỉ có trứng gà thôi. Đúng rồi, người ta có ngân phiếu. Đây, cho các cô nè. Mau chạy đi. Mau lên, mau lên. Mau lên, mau lên. Đi. Kỳ lạ quá đi. Ban ngày ban mặt đốt pháo hoa gì chứ? Lúc nãy đốt pháo hoa màu vàng. Chắc mọi người không biết, đó là pháo hoa tín hiệu, chuyên dùng để báo tin cho người ở nơi xa. Lúc trước khi ta đi khắp nơi xin ăn từng thấy có rất nhiều màu sắc, thường là màu xanh báo thuận lợi, màu vàng có chuyện xảy ra, kế hoạch tạm dừng. Màu vàng đó là sau khi chúng ta gặp phải sơn tặc đã đốt lên, màu xanh là khi chúng ta về tới đây đốt. Chẳng lẽ đây chính là ý đã thông qua sao? Xem ra còn có người thông qua rồi. Thật không hy vọng là Lôi Tiểu Hổ. Nếu không hắn vào võ diện, lại tiếp tục cãi nhau với Thế Ngọc ca ca.
Cũng may chúng ta không gặp nguy hiểm. Có Phi Phong Hiệp và Phương Trưởng Đại sư ở đó, chắc chắn không xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Không biết có phải là Lôi Tiểu Hổ và Đổng Khiêm Tân họ không? Chào sư huynh. Dạ, chào sư huynh. Chào sư huynh. Chúc mừng các con đã thông qua vòng 2 cuộc thi. Đa tạ sư phụ, đa tạ huynh trưởng. Bọn trẻ con đó đều không có bản lĩnh gì, chỉ trở thành gánh nặng của ta. Con nha đầu này hình như rất có tiền, vận may hôm nay cũng khá, toàn gặp phải những đứa trẻ gia đình có tiền. Ta đang chờ các người đó, lại dám đi cướp đồ của con gái Võ Lâm Minh Chủ, để các người nếm thử lợi hại của ta. Mùi vị của thiết đạn thế nào hả? Trời ơi, chết ta rồi, đi không nổi luôn. Trời ơi, cái điện sống rồi. Công phu của nhà đầu này cũng khá. Lần này nhất định phải cho bọn chúng nếm chút đau khổ mới được. Chúng ta đi. Đi. Chắc là chúng ta không gặp sơn tặc đâu ha. Đừng có nói nữa. Lôi phu nhân, sao lại là bà nữa vậy? Lôi phu nhân, lại là bà lập loạn gây rối. Lôi phu nhân, bà có thể nào không sinh sự đi xuống núi đi được không? Bà như vậy là đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc thi mấy đứa trẻ. Đúng đó, còn chúng tôi vì không để bà ảnh hưởng tới cuộc thi của mấy đứa trẻ, đành phải cột bà ở gốc cây này. Bảo ra đây. Xếp hàng, nhìn về phía trước. Nhanh. Rồi, bỏ tay xuống. Các con đứng ở đây chờ nha. Lôi Tiểu Hổ, không ngờ ngươi cũng qua được. Biểu hiện khá lắm đó. Ta còn tưởng các ngươi gặp phải sơn tặc, toàn quân bị diệt rồi chứ. Chẳng lẽ các ngươi chơi ăn gian? Ngươi đừng coi thường người khác. Tiểu gia tự có cách của tiểu gia. Ai kêu lúc trước các ngươi chơi gian cho nên bọn ta mới nghi ngờ. Bọn ta không có. Có, không có, 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 không có, có. Có. Sao tín hiệu lại chuyển sang màu đỏ vậy? Nếu như màu đỏ là thất bại. Xem ra cũng đầy đủ rồi. Các con thi cử đều được thông qua. Sơn tặc kìa. Sơn tặc sao có thể vào được Thiếu Lâm Tự? Chẳng lẽ là đóng kịch? Thế Ngọc, lúc nãy nghe họ nói hình như ai cũng gặp sơn tặc, nhưng mà sơn tặc không phải đã bị Phương Trưởng Đại sư và Đại hiệp đuổi xuống núi rồi sao? Không đúng, sơn tặc này với sơn tặc mà chúng ta gặp không có giống nhau. Xem ra đây mới thật là bài thi nè. Tất cả sơn tặc đều là các sư phụ sắp xếp, kết quả chỉ có nhóm chúng ta bị đổi thôi. Cái gì? Mẹ, Lôi phu nhân, tại sao mẹ lại ở đây vậy? Thật ngại quá, con trai, mẹ lại gây thêm rắc rối rồi. Mẹ thật sự không biết đó là diễn tập. Đám sơn tặc đó đều là đệ tử Thiếu Lâm Tự cải trang. Lôi phu nhân à, làm phiền bà hãy mau quay về đi. Bà như vậy thật sự nghiêm trọng ảnh hưởng tới mấy đứa nhỏ thi cử đó. Lôi phu nhân, bà thật sự đừng gây thêm rắc rối nữa. Tôi xin bà đừng có gây rối cuộc thi của bọn trẻ nữa. Được, tôi đã biết sai rồi. Tôi không gây rối nữa, tôi về đây. Ngoan ngoãn thi nha. Tâm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Lôi phu nhân cũng chỉ là quan tâm đến tình hình thi cử của con mình. Tuy là trong đó gặp phải chút sự cố. Bọn con cũng gặp phải sự cố. Để lão nạp thấy được sự dũng cảm, trí tuệ và đoàn kết của tụi con. Đây chính là tinh thần Thiếu Lâm Tự chúng ta.
làm lão nạp cảm thấy an ủi. Phương trưởng đại sư đang biểu dương chúng ta phải không? Là bọn ta mới đúng. Bây giờ lão nạp hỏi tụi con, vòng thi thứ ba sắp bắt đầu rồi, tụi con chuẩn bị xong hết chưa? Tốt. Đây chính là vòng thi thứ ba. Sau khi mọi người thông qua được tất cả các ải, lên trên núi lấy được lá cờ đỏ thì tức là thông qua rồi. Vậy làm sao qua đó chứ? Cả quá trình đều không có bất cứ phương pháp bảo hộ nào, cho nên lỡ như các ngươi bất cẩn mà rơi xuống, nhẹ thì trầy ngoài da, nặng thì bị thương gân cốt, cho nên mọi người phải thật cẩn thận nha. Các cửa ải bây giờ càng ngày càng có độ khó, càng ngày càng nguy hiểm. Đúng, đúng. Muốn vào võ viện phải liều mạng trước, quá nguy hiểm. Ngược lại, để cảm thấy rất là kích thích luôn. Cái gì? Kích thích? Vậy sao ngươi không ăn gà đi? Cao như vậy, ngươi không sợ té chết sao? Bây giờ bắt đầu. Được, được. Đi, đi, lên, mau, lên. Nhanh đi. Lôi Tiểu Hổ, ngươi mập như vậy có thể leo lên được không? Ta sẽ không bỏ cuộc đâu, ta phải vào võ viện. Tới đi, tới đi, ngươi đuổi kịp ta, ta kêu ngươi lão đại. Phương Thế Ngọc, ta sẽ không thua ngươi đâu. Ta phải bắt ngươi kêu ta là lão đại. Tới đi, tới đi, đuổi theo ta đi. Ngươi đuổi kịp ta, ta kêu ngươi lão đại. Nhưng mà ta sắp tới điểm đích rồi nè. Ê trời ơi, bắt ta chờ ngươi sao? Tiểu Hổ mặt như vậy mà vẫn kiên trì, ta cũng phải kiên trì. Nếu không mình ấy lại kêu ta là tên mọt sách. Ta không phải mọt sách, ta không phải. Mau lên Kiều Tân, Kiều Tân. Nè, Thất Nhi, để mau lên đi. Thất Nhi à, mau lên đi. Nè nè, mau lên. Mau đây. Mau lên, mau. Thất Nhi, mau lên. Đưa tay đây lên. Phương Thế Ngọc, tất cả bọn ta đều đã lên được hết rồi, có phải ngươi nên gọi ta là lão đại không? Chúng ta đi. Thất Nhi, để mau leo lên. Mà chết được, chủ yếu nhất là đệ còn chưa ăn cơm. Thất Nhi, nếu đệ đã đến thì phải kiên trì đến cùng. Qua được vòng này chúng ta có thể vào võ viện rồi. Thế Ngọc, huynh mặc kệ đệ đi. Đệ không được rồi. Thất Nhi, cố lên đi. Đệ đã qua được hai vòng rồi, chỉ cần qua được vòng này chúng ta có thể vào võ viện đó. Lúc trước đệ leo cây, leo lên leo xuống rất là linh hoạt, đệ nhất định có thể làm được. Thế Ngọc, mặc kệ đệ đi, đệ rất mệt. Thất Nhi, mau tỉnh lại đi. Thất Nhi, mau tỉnh lại đi. Thất Nhi. Khất Nhi, nếu như đệ leo không nổi nữa, vậy đệ cứ ngồi ở đây nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà đừng bao giờ bỏ cuộc nha. Dù sao chúng ta cũng đã leo tới đây rồi. Đệ chỉ là quá mệt thôi, chủ yếu nhất là vẫn chưa được ăn trưa. Không phải lúc nãy đệ đã lấy rất nhiều thức ăn hay sao? Ý, đúng ha. Đệ thiệt đó, làm cho huynh sợ muốn chết luôn à. Đã nói là chúng ta phải cùng nhau vào võ viện mà. Nếu như chỉ có một mình huynh vào trong đó, huynh sẽ cô đơn lắm á. Đệ biết rồi, đệ chắc chắn sẽ kiên trì đến cùng. Khất Nhi, cố lên, đệ nhất định làm được mà. Chúng ta đi. Tiểu Yên Tử mùi thật lợi hại, huynh cũng không thể thua. Cũng may Tiểu Yên Tử tương đối nhẹ, nếu không thì huynh cũng bị rớt xuống luôn. Đa tạ Nhất Kỳ ca ca. Á, Trắng, Nhất Kỳ ca ca cẩn thận. Đi qua đó chơi đi. Nữ nữ tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại. Nữ nữ, muội là con gái đó, muội không sợ rắn sao? Toàn thân rắn đều có thể làm thuốc. Lúc trước muội theo cha lên núi hái thuốc cũng đã từng bắt rắn đó. Mọi người cẩn thận, đường núi rất trơn, rớt xuống bị loại là chuyện nhỏ, bị thương là chuyện lớn. Cả ba chúng ta đi cùng sẽ dễ tiếp ứng nhau.
Được. Được, nghe lời muội hết. Đúng, chúng ta tiếp tục leo. Ở đây chính là khảo trường vòng 3. Rốt cuộc là thấy cái gì? Xa như vậy nhìn không được rõ lắm. Rốt cuộc là đề thi gì đây, phức tạp như vậy? Không biết tiểu hổ nhà chúng ta có qua được không? Con trai, con phải cố gắng đó nha. Dắt bao gạo nặng như vậy còn phải leo lên núi cao nữa, chúng ta làm sao leo đây? Huynh đừng nói nói nữa, chúng ta từ đây mà rớt xuống nhất định sẽ gãy tay gãy chân. Tiểu hổ, cố lên. Tiểu hổ, cố lên. Mẹ ơi, con cảm thấy toàn thân tràn đầy năng lực. Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ cố gắng mà. Đừng bỏ cuộc nha, có lắm mới thắng được Phương Thế Ngọc một lần. Mấy đệ coi, Hồng Võ Kiệt còn leo lên được, ngay cả Tiểu Yến Tử và Nữu Nữu họ là con gái cũng leo lên được. Mấy đệ cuối cùng có phải con trai không? Đúng, không thể để thua bọn con gái được. Lão đại, đệ thật không hiểu, động tác của hai đứa con gái chắc không lanh lẹ vậy đâu. Có lẽ bởi vì thân người họ nhẹ cho nên mới leo được nhanh thôi. Tân, đệ có được không đó? Đệ cũng muốn hỏi Lệ Quynh, ngày thường ăn nhiều như vậy bây giờ vẫn còn leo nổi sao? Chỉ cần có thể thắng Phương Thế Ngọc, không gì có thể ngăn cản được Quynh. Đây chính là động lực. Ta không phải tên bọt sách. Ta không phải. Chào bóng đại chơi. Khất Nhi, đệ sao rồi? Thế Ngọc, ổn rồi. Huynh quan tâm đệ như vậy, đệ không thể ảnh hưởng huynh nữa. Phương Thế Ngọc, ta thắng rồi. Lôi Tiểu Hổ. Thế Ngọc, huynh làm Lôi Tiểu Hổ nhập ma rồi. Huynh phải bao đuổi theo mới kịp hắn. Bây giờ hắn dù sao nhập ma muốn thắng huynh còn đỡ hơn lúc trước, trong lòng cứ luôn luôn muốn giết huynh. Khất Nhi, chúng ta mau đi thôi. Sức mạnh của hận thù đúng thật là quá lớn mạnh, lại có thể khiến cho tên Lôi Tiểu Hổ mập như vậy còn leo nhanh hơn cả Phương Thế Ngọc nữa. Đi thêm một chút nữa là tới đích đến rồi. Đúng đó, chúng ta phải đi nhanh lên đi. Hả? Sao ngươi còn ở đây vậy? Ta ghét chen chúc với mọi người, toàn mùi hôi thối. Đứa bé này là ai vậy ta? Chắc không phải chính là con gái của Võ Lâm Minh Chủ Minh Muội chứ? Nghe nói ả được nghỉ hè cho nên mới tới Thiếu Lâm Tự rèn luyện thêm nữa. Hèn gì căn cơ lại tốt như vậy. Đi thôi, chúng ta phải đi nhanh lên. Được. Chúc mừng mọi người, quá dòng. Mọi người đúng là làm tốt thiệt đó. Sư phụ, vậy có phải là tụi con đã được qua ải có thể vào võ viện rồi phải không? Đúng đó. Đương nhiên. Không sai. Phương Tượng. Nấu, Tiểu Yên Tử, Minh Muội, Hồ Khất Nhi, Hồng Võ Kiệt, Thiên Đậu, Đại Ngưu, cả ba dòng thi các con đều thông qua. Chúc mừng các con vào võ viện học. Sao lại như vậy? Nhưng mà kỳ lạ quá, không đúng. Phương trưởng đại sư, có phải người đã nhầm lẫn không? Tại sao không có tên của Phương Thế Ngọc? Cũng không có tên của lão đại chúng ta. Phương trưởng đại sư cũng không có tên của con nữa. Kỳ lạ, lúc thi vòng đầu tiên hình như không thấy có ba người này. Phương Thế Ngọc, Lôi Tiểu Hổ, Đổng Khiêm Tân. Bởi vì vòng thi đầu tiên các con đã tới trễ, tuy là các con có nguyên nhân, nhưng mà nếu như cứ để các con vào võ viện như vậy, đối với các bạn nhỏ khác không có công bằng, cha mẹ của các bạn nhỏ khác cũng sẽ không phục. Như vậy thì phải làm sao? Phương trưởng đại sư, người hãy cho tụi con thêm một cơ hội đi mà. Tụi con thật sự rất có thành ý muốn vào võ viện đó. Chúng con thật sự rất có thành ý. Đúng đó. Cho nên, để công bằng cho mọi người, ba người tụi con thi thêm một vòng nữa. Và vòng thi này đối với các con mà nói là một thử thách lớn. Các con có đồng ý không? Dạ đồng ý. Mẹ của ta ơi, còn phải thi nữa sao?
Khiêm Tân, ngọn núi cao như vậy đệ cũng leo lên được, đệ còn sợ gì? Cũng đúng. Nếu như lúc trước đệ chắc chắn cảm thấy bản thân mình leo lên không nổi, con cũng đồng ý. Tốt. Các con đã thông qua cuộc thi, có thể về gió viện nghỉ ngơi. Và còn phu nhân ở bên đó nữa, cũng xin mời bà về gió viện chào đợi. Wow, thì ra thiên lý truyền âm có phương trượng lợi hại như vậy. Ai vậy? Đúng đó. Phu nhân, chẳng lẽ là lại là bà ấy? Lôi Tiểu Hổ, chắc không phải là mẹ của ngươi đó chứ? Hôm nay mẹ của ngươi cứ luôn bị điểm danh, phê bình hoài. Là do mẹ ta thương yêu ta, muốn khích lệ ta. Còn mẹ ngươi vẫn đang ở nhà pha trà kìa. Mấy đứa trẻ này chỉ có lúc ăn cơm mới ngoan ngoãn thôi. Thế Ngọc thì thêm vòng nữa, không biết là thi cái gì. Đã ra ngoài được một lát rồi, tại sao vẫn chưa thấy họ về nữa? Nè ngươi yên tâm đi, Thế Ngọc thông minh như vậy chắc chắn sẽ thành công mà. Yên tâm ăn đi. Rốt cuộc thi thêm môn gì nữa không biết. Con trai, thành bại chính là vào lúc này đây. Chúng ta phải cố gắng lên nha. Phương trượng đại sư, rốt cuộc là thi thêm phần gì vậy? Các con muốn biết đáp án sao? Đi theo ta. Bây giờ phải làm sao đây? Đương nhiên là đi theo rồi. Đi đi Tiểu Hổ đi. Mau đi theo đi. Không được rồi, không được rồi. Ta đi không nổi nữa. Ta thật sự không đi được. Ta cảm thấy hai chân của ta nặng như là hai cục đá vậy đó. Đúng đó. Chúng ta còn chưa được ăn cơm trưa nữa. Tốc độ của phương trượng đại sư nhìn qua thấy đâu có nhanh lắm đâu. Sao chúng ta theo không kịp vậy chứ? Thiệt là không hiểu nổi mà. Phương trượng đại sư, chờ chúng con với. Không được, chúng ta nhất định phải tiến về phía trước. Nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ mất dấu thiệt đó. Thế Ngọc cũng đi rồi, chúng ta không thể bị bỏ lại. Tốt nhất là tìm một nguồn nước, nếu không chúng ta sẽ bị khát chết thôi. Tới lúc đó hai người phải nhớ hốt xác cho ta nha. Mau đi thôi. Tướng quân, chúng tôi vô dụng. Các ngươi không phải là đối thủ của thập bát đồng nhân, ta không trách các ngươi. Lão hòa thượng Phi Phong Hiệp, Mạc Bá Thiên ta không đội trời chung với các ngươi. Đừng tưởng là bổn tướng quân không biết thiên mệnh thiếu niên đang ở đâu. Ta đã sắp xếp người sẵn rồi. Chính là ở bên cạnh tên lão hòa thượng Trí Thiện đó. Với lại còn là người hắn tin tưởng nhất. Lần này không cướp được đám trẻ con không sao, sớm muộn gì bổn tướng quân sẽ biết thiên mệnh thiếu niên là ai. Miễn lễ. Nè, mau đi theo ta đi. Tiêu rồi, vẫn là bị mất dấu rồi. Thế Ngọc, ta sắp không xong rồi, ta sắp sửa chết rồi. Nữa.
Kim Tân, Kim Tân. Hả? Kim Tân, hả? Làm sao vậy? Làm sao đây? Lò cứu Kim Tân quan trọng hơn. Làm sao đây? Ê, có rồi. Bên kia hình như có tiếng nước. Hả? Chúng ta dìu Kim Tân đi thôi. Nè, coi chừng. Nè. Chà, thật sự có nước kìa. Kim Tân, đi. Coi chừng. Kim Tân, uống đi. Đỡ hơn chưa? Tiểu Linh, ngươi cũng uống chút nước đi. Đúng rồi, chỗ này là chỗ nào vậy ta? Rốt cuộc Phương Trượng đại sư muốn dẫn mình đi đâu? Ta làm sao biết Phương Trượng đại sư nghĩ gì chứ? Còn nói dẫn chúng ta về và lại quăng chúng ta ở đây không thèm lo. Phương Trượng đại sư sẽ không bỏ mặc chúng ta đâu, chỉ tại đám chúng ta chậm quá thôi. Phải đó, Phương Trượng đại sư không bỏ mặc chúng ta đâu, tại chúng ta đi chậm quá thôi. Đúng rồi, là tại chúng ta không theo kịp thôi à. Từ lúc đi cho tới bây giờ chỉ có một con đường thôi, cho nên chúng ta chỉ có thể đi tới trước nữa để tìm được Phương Trượng đại sư mới tìm được câu trả lời. Chủ nhân ơi, giày của cậu bị rách rồi. Ờ, không sao đâu Tiểu Linh, chỉ là giày bị mòn thôi, vẫn còn đi được. Phương Thế Ngọc, có phải ngươi mệt tới khờ không, lại còn nói chuyện với một con rùa nữa? Lôi Tiểu Hổ, ngươi nghỉ ngơi đủ chưa vậy? Nếu không được thì bỏ đi, ta biết trước ngươi không thể nào chịu đựng nổi mà. Phương Thế Ngọc, ngươi đừng coi thường người khác. Chỉ cần ngươi không dừng thì ta sẽ không dừng, ta sẽ không tụt lại đâu. Kim Tân, có được không? Cố gắng chịu đựng nha. Không sao, đệ vẫn chịu được. Phương Thế Ngọc vẫn đang kiên trì, chúng ta không thể bỏ cuộc. Tiểu Hổ, chúng ta phim đi. Được dịch và lồng tiếng tại phim 4K. Sao lại hết đường rồi? Phương Thế Ngọc, ngươi dẫn đường kiểu gì vậy? Không tìm được Phương Trượng đại sư, ngươi lại dẫn bọn ta tới vách núi này. Bây giờ hết đường đi luôn rồi đó. Không lẽ thật sự là ta sai rồi sao? Nhưng mà hồi nãy rõ ràng chỉ có một con đường, chỉ cần đi về phía trước là có thể tìm được Phương Trượng đại sư mà. Nhưng mà tại sao bây giờ lại là vách núi được chứ? Ý, nhìn, nhìn bên kia đi, hòn đá kìa. Hả? Đường ở dưới chân. Các cục đá chết bầm này hoàn toàn không có ích gì hết. Đường ở dưới chân. Tiểu chủ nhân, tin tưởng bản thân, người phải kiên định đi về phía trước. Mình nhất định phải kiên định đi về phía trước. Có là vách núi cũng vậy. Đường ở dưới chân. Đường ở Ê, dưới Phương chân Ngọc, ngươi làm gì vậy? Đừng có đi tới. Đừng có đi nữa. Đường ở dưới chân. Phương Tiến Ngọc, nguy hiểm đó. Sao lại biến mất rồi? Chúng ta cũng đi thôi. Chúng ta không đi, ta sợ lắm. Đi, Quỳnh đi theo đại. Đường ở dưới chân. Chỗ này là chỗ nào vậy chứ? Chỗ này chỗ nào vậy? Hả? Thế Ngọc, chúng ta đang ở đâu đây? Hả? Ta cũng không biết nữa. Nhưng mà ta nghĩ đi theo đường ở dưới chân nhất định sẽ tìm được Phương Trượng đại sư thôi. Được. Ừ, đi thôi. Ừ. Cuối cùng các con cũng tới rồi. Phương Trượng đại sư, Phương Trượng đại sư, tụi con tới rồi. Lão nào còn tưởng là các con không tới được chứ. Không có đâu, tụi con nhất định sẽ đi theo Phương Trượng đại sư. Phải. Ừ. Thiếu gia sắp về rồi, mình phải dọn phòng cho sạch sẽ mới được. Ủa, đạo trưởng sao ông lại ở đây vậy? Ừ? Đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng,
Đó. Ủa, ông bị sao vậy đạo trưởng? Đạo trưởng ông bị làm sao vậy? Tiểu niên thiên mệnh. Đạo trưởng, đạo trưởng ông bị làm sao vậy? Đạo trưởng điên rồi hả? Đạo trưởng điên rồi. Đạo trưởng điên rồi. Xém chút nữa là chúng ta không tới đây được rồi. Vậy cũng mòn hết trơn. Phương trưởng đại sư, lần đầu tiên con phải đi đoạn đường dài như vậy đó. Con sắp mệt muốn chết luôn rồi. Khiêm Tân còn ngất xỉu nữa. Con sợ muốn chết, con tưởng hắn không qua khỏi. Tôi xin lỗi đã làm liên lụy mọi người. Tại vì bình thường chỉ có ở nhà đọc sách, cho nên rất ít khi vận động. Các con, đứa thì bị ngất xỉu, đứa thì đi tới rách hết giày, vừa khổ vừa mệt. Vậy tại sao các con vẫn ráng đi như vậy hả? Muốn tìm đáp án, muốn biết được khảo nghiệm ở phía trước sẽ là gì. Phương trưởng đại sư, cho dù là thử thách gì thì con cũng không có sợ. Bất cứ chuyện gì cũng không cản trở tụi con bước vào võ viện đâu. Phương Thế Ngọc, Lôi Tiểu Hổ, Đổng Khiêm Tân, Lão Nạp muốn hỏi các con, tại sao các con lại muốn tới võ viện Tung Dương học võ hả? Con muốn làm đại hiệp, muốn bảo vệ mỗi người ở bên cạnh con, bảo vệ mẹ con, bảo vệ nghĩa đệ Hồ Khất Nhi, bảo vệ bằng hữu của con Hồng Võ Kiệt, Nữ Nữ, Tiểu Yến Tử, với người đồng đội quan trọng nhất của mình là Tiểu Linh. Vậy là các con học võ là vì muốn bảo vệ người khác? Dạ phải. Con không muốn lại giống như trước kia bị người xấu quăng tới quăng lui. Lần trước lúc tham gia kỳ thi, con rất muốn bảo vệ bạn bè của mình là Tiểu Yến Tử với Nữ Nữ đó. Hai người họ là nữ tử mà, nam nhi thì phải bảo vệ nữ tử, đúng không? Nhưng mà thật không ngờ lúc đó Nữ Nữ còn dũng cảm hơn tụi con, cho nên con cảm thấy hơi xấu hổ. Nếu muốn bảo vệ người khác thì phải luyện công phu cho tốt trước. Chỉ cần luyện công phu thật tốt mới bảo vệ được bản thân mình. Nếu bản thân mình còn không bảo vệ được, làm sao mà bảo vệ cho người khác, đúng không Phương trưởng đại sư? Thật không ngờ Phương Thế Ngọc con còn nhỏ tuổi như vậy lại có tấm lòng thật to lớn. Lâu Tiểu Hổ, vậy tại sao con lại tới võ viện để học võ hả? Phật tổ trên cao, phải nói sự thật, không được nói dối đâu à. Con thật sự chưa từng muốn làm đại hiệp gì đó. Con chỉ muốn đánh bại Phương Thế Ngọc để hắn cam tâm tình nguyện kêu con là lão đại. Thì ra con là muốn làm thiên hạ đệ nhất. Thiên hạ đệ nhất? Con không cần đâu. Làm thiên hạ đệ nhất mệt lắm đó. Đánh người này rồi đánh người kia, đánh xong người khác lại tới nữa. Ai làm đệ nhất con cũng mặc kệ. Tóm lại con chỉ muốn đánh bại Phương Thế Ngọc, bắt hắn kêu con là đại ca để con lấy lại được mặt mũi, để người khác không cười con là đồ núp bóng cha mẹ. Con muốn dùng thực lực của mình đánh bại hắn. Lôi Tiểu Hổ, còn có biết sơn ngoại hữu sơn, khi con đánh bại Phương Thế Ngọc sẽ có người lợi hại hơn con xuất hiện, thì con vẫn muốn đánh thăng hăng sao? Phương trưởng đại sư hình như không thích đáp án của Tiểu Hổ. Tiểu Hổ, huynh đừng có nói bậy đó. Thử thách mà Phương trưởng đại sư nói chính là kiểm nghiệm tâm tư học võ của mình. Nếu Lôi Tiểu Hổ với người đó giống như nhau, muốn trở thành thiên hạ đệ nhất xưng bá võ lâm, thì không thể giữ lại. Từng có một đệ tử Thiêu Lâm cũng giống như là Lôi Tiểu Hổ, học võ để chiến thắng người khác. Lão Nạp cho rằng Thiếu Lâm Tử có thể rửa sạch sát khí của hắn, tiêu trừ giả tâm đó. Thật không ngờ cuối cùng hắn vẫn đi vào tà đạo. Ta phải làm thiên hạ đệ nhất. Lâu Tiểu Hổ, ở trên đời này sơn ngoại hữu sơn, người tài giỏi hơn con và Phương Thế Ngọc vẫn còn rất là nhiều. Khi con đánh bại Phương Thế Ngọc ở thành đệ nhất Tung Dương, lại xuất hiện người lợi hại hơn con, thì con sẽ phải làm sao? Đúng rồi, để Phương Thế Ngọc đi đánh. Cái gì? Ngươi kêu ta đi đánh đó hả? Dĩ nhiên rồi, ta là lão đại của ngươi mà. Ta kêu ngươi đi đánh ai thì ngươi phải đi đánh người đó. Nếu ngươi mà thua thì ngươi là người mất mặt. Tóm lại ta chỉ muốn thắng ngươi thôi, người khác không liên quan tới ta. Ta mặc kệ hắn. Còn Phương Thế Ngọc, ngươi muốn bảo vệ người khác, đánh nhau với người này người kia, có mệt hay không, có phiền hay không? Ngươi đúng là không có giả tâm, không có ý chí. Chỉ làm đại ca trấn Tung Dương là đủ rồi hả? Ta
ta vẫn phải chừa cho các lão đại khác chút địa bàn, chút đường sống nữa chứ. Đầu óc đơn giản cũng rất tốt, hèn chi có câu nói là nghĩ ít mập nhiều. Lôi tiểu hổ giỏi, Lôi tiểu hổ rất giỏi. Xem ra lời đồn ở bên ngoài chưa chắc đã là sự thật, vẫn là tận mắt nhìn thấy mới là thật. Đừng có sợ nữa mà, tóc của con bị rối hết rồi. Con chính là đẹp trai nhất trong số những tên mập đó đó. Đổng Khiêm Tân, tới lượt con rồi. Con chỉ muốn tăng cường sức khỏe với lại phòng thân. Từ nhỏ sức khỏe con đã không tốt, cha con nói học võ có thể giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Với lại tâm nguyện của con là được làm một vị thanh quan giống như Dương đại nhân. Nhưng cha con đã nói rồi, thanh quan sẽ bị người ta trả thù, cho nên con muốn học chút võ công để phòng thân. Ồ, Đổng Khiêm Tân, con học võ là vì tăng cường sức khỏe với phòng thân sao? Ừ. Lão Nạp đã có quyết định rồi. Ừ, quyết định gì vậy? Phương Thế Ngọc, Lôi Tiểu Hổ, Đổng Khiêm Tân, ba người các con chỉ được chọn một người. Cái gì? Chỉ được chọn một người hả? Vậy thì chọn ai? Như vậy đi, Phương Thế Ngọc, Lôi Tiểu Hổ, Đổng Khiêm Tân, xòe bàn tay của mình ra, viết ra một chữ. Tên của người được lựa chọn sẽ ở lại võ viện Tung Dương. Rõ ràng trải qua nhiều thử thách vậy rồi, cuối cùng lại chỉ có thể giữ một người. Thế thử thách lần sau không biết làm sao nữa. Các con đã chuẩn bị xong chưa? Cô không biết Tiểu Hổ thử thách ở võ viện ra sao rồi nữa. Tốt nhất là thi rớt luôn đi, Thiếu Lâm Tự cực khổ quá mà. Phu nhân này cũng thiệt là, bình thường thương nó như vậy, sao lại để nó đi chịu khổ chứ, thiệt. Lão gia, lão gia, không xong rồi. Có chuyện gì, la lối ôm sọc? Thiên Cơ đạo trưởng tự nhiên điên rồi. Cái gì? Ban ngày ban mặt đừng có nói lung tung nha. Thiên Cơ đạo trưởng hôm qua còn đang yên đang lành, sao tự nhiên lại bị điên được? Thiếu niên thiên mệnh. Đạo trưởng, đứng lại đi đạo trưởng. Đừng có qua đây. Ông bị làm sao vậy? Đừng có qua đây, đừng có qua nha. Không được qua. Tiêu rồi. Đây là quân sư hàng đầu của Mạc tướng quân, tự nhiên bị điên như vậy, ta làm sao ăn nói với tướng quân đây? Nếu mà tướng quân biết chuyện này đừng nổi giận lên thì mất mạng như chơi. Tiêu rồi thiên mệnh. Thiên Cơ đạo trưởng hôm qua còn bình thường mà, tại sao lại như vậy chứ? Nô tài cũng không biết, gần đây Thiên Cơ đạo trưởng hay ở trong phòng thiếu gia dạy cậu ấy thảy xí ngầu đó, chắc là thiếu gia sẽ biết. Tiểu Hổ cảnh can đường. Ê, Phương Thế Ngọc. Ê, Tiểu Hổ, con đi đâu vậy? Tụi con lên thiết lập tự đi thi. Mẹ, thi hả? Bao lâu? Nè, võ viện Tung Dương cực khổ lắm, không lẽ chính là Phương Thế Ngọc? Nhất định là do Phương Thế Ngọc làm. Nè, mau đem cái tên đạo trưởng, không, mau đem cái tên viên khùng này nhốt lại cho ta. Ê, khoan đã, chờ chút. Ngươi không được để cho hắn đập phá đồ đạc gì trong nhà, có biết chưa? Tìm một cái phòng trống mà nhốt hắn lại đi. Dạ. Thiếu niên tiên mệnh. Đi mà, đi thôi, đi. Cũng may mà không bể bình hoa. Lôi Tiểu Hổ, sao ngươi không sửa được cái bệnh nhìn lén của mình vậy hả? Không cho coi thì thôi. Các con sao rồi? Mấy đứa đã viết xong hết chưa? Dạ, xong rồi. Vậy thì xòe ra đi. Ê, xòe ra cùng lúc. Phương Thế Ngọc, ngươi làm cái gì vậy? Tại sao lại nhường cơ hội ở lại võ viện cho ta chứ? Có phải ngươi giả tốt bụng hay không? Ta không thèm đa tạ ngươi. Có phải ngươi coi thường ta, thấy ta không vô võ viện được là không đánh lại ngươi chứ gì? Tại vì ta nghĩ ngươi vô võ viện tốt hơn ở lại Lôi phủ. Ta không muốn thấy ngươi biến thành Lôi lão gia thứ hai.
Mấy đứa bé này thật là ngoài dự đoán của ta. Đúng là ta đã xem thường tụi nó. Bọn nó đã không làm ta thất vọng. Có một trái tim lương thiện trong sáng so với chuyện có được tài năng càng quan trọng hơn. Người nói như vậy là sao? Phương Thế Ngọc, không ngờ ngươi cũng suy nghĩ giống ta. Khiêm Tân, người nói như vậy là sao? Khiêm Tân, nếu ngươi cũng nghĩ giống ta thì ngươi nói ra đi. Nếu như ta nói thì hắn lại nổi giận cho coi. Được. Tiểu Hổ, lúc gia gia của Tiểu Yến Tử bị bệnh, Quynh đã giả làm đại hiệp đi tặng tiền cho gia đình của Tiểu Yến Tử. Lúc đó ta cảm thấy Quynh có một trái tim nghĩa hiệp. Thật không ngờ Lôi Tiểu Hổ lại giả làm đại hiệp tặng tiền cho gia gia của Tiểu Yến Tử. Nói vậy là trước kia mình đã có thành kiến với Lôi Tiểu Hổ rồi. Thì ra hắn cũng có tấm lòng tốt như vậy. Ừ, vậy mình giúp hắn cũng là xứng đáng. Nhưng mà ta cảm thấy Lôi lão gia thật không tốt lắm. Thật ra chuyện các ngươi nói ta đều biết, nhưng mà cha ta đối xử với ta rất tốt. Các ngươi hãy để mặt ta, đừng trách cha ta nữa có được không? Cho nên ta cảm thấy Quynh vào võ diện so với ở bên cạnh cha Quynh sẽ tốt hơn. Tiểu Hổ, ta sẽ nói thẳng luôn, ta sợ Quynh ở bên cạnh cha Quynh học hư đó. Thật ra cha ta không có tệ đâu, chỉ là có hơi tham lam chút thôi. Lôi Tiểu Hổ, nếu ngươi thật sự thấy cha của ngươi không xấu, vậy hay là cứ ở lại võ diện học cho tốt. Lúc quay về thì dùng Phật pháp cảm hóa cha ngươi. Tới chừng đó ta sẽ khâm phục ngươi, nhất định sẽ kêu ngươi là đại ca. Thiệt hả? Ngươi thật sự sẽ tâm phục khẩu phục ta có đúng không? Ừ, dĩ nhiên rồi. Đánh lộn mà thắng có đáng là gì? Người ta có câu nói lấy đức phục chúng. Chỉ cần ngươi làm được, ta kêu ngươi là đại ca. Đúng, đúng. Lấy đức phục chúng. Sẵn tiện ta sẽ ở võ diện học võ thật giỏi để đánh bại ngươi. Cứ quyết định vậy đi. Hả? Đổng Khiêm Tân. Tiểu Hổ à, thì ra ngươi không có viết tên của mình mà là Đổng Khiêm Tân. Tiểu Hổ, Quynh. Không có gì, không có gì. Khiêm Tân, vào võ diện cũng là ước mơ của ngươi. Ta nói rồi, hai chúng ta là hảo huynh đệ. Ước mơ của ngươi chính là ước mơ của ta. Ta sẽ giúp ngươi mà. Các cậu bé, các con đem cơ hội được vào võ diện nhường lại cho người khác, thật sự không hối hận à? Không, không hối hận. Tốt, vậy ta xin tuyên bố kết quả. Phương Thế Ngọc, Lôi Tiểu Hổ, Đổng Khiêm Tân, chúc mừng các con vượt qua thử thách rồi. Hả? Cái gì? Vượt qua thử thách rồi? Còn tưởng là thử thách có gì đặc biệt khó khăn, sao mà dễ quá vậy? Thử thách lần này hình như là hơi đơn giản quá rồi đúng không? Ồ, mấy đứa cảm thấy thử thách này đơn giản quá đúng không? Vậy thì làm lại đi. Không cần đâu mà. Phương trưởng đại sư, người nói chuyện phải giữ lời chứ. Người đã nói thử thách lần này là bổ sung, tụi con thông qua thì chính là thông qua rồi. Con đi báo tin vui cho mọi người biết nha. Phương trưởng đại sư, thử thách này khó lắm, thôi con về trước đây. Ê, chờ ta đi với. Nè các con, lão nạp còn phải nói tiếng đa tạ các con. Hôm nay là các con đã dạy cho lão nạp một bài học đó. A-di-đà-phật. Ê, kỳ lạ thiệt, chỗ này hình như mình nằm mơ thấy rồi. Phương Thế Ngọc, hả? Con từng thấy chỗ này sao? Dạ phải, hơn nữa còn có người kêu con là... Thời cơ chưa tới, không được nói với người khác. Tiết lộ thiên cơ sẽ mang tới quả sát thân cho mọi người xung quanh. Phương Thế Ngọc, con làm sao vậy? Phương trưởng đại sư, dạ không có gì, không có gì. Bây giờ con xuống núi đây. Phương Thế Ngọc đứa bé này hình như có gì đó không bình thường. Nó nói đã từng nằm mơ thấy được chỗ này. Nói rõ nó có duyên với Phật rồi. Phim được dịch và lồng tiếng. Đang yên đang lành tự nhiên bị điên. Tại sao hắn lại bị điên? Tại sao hắn lại bị điên chứ? Lôi lão hổ ta chẳng qua chỉ muốn là một thương nhân bình thường yên ổn thôi mà. Tuy là hơi gian manh, nhưng mà không gian manh không phải thương. Vậy là sai sao? Ta có sai sao? Ta có sai sao? Trời ơi, ta còn có cả một gia đình phải nuôi nữa. Con trai phải mua đồ chơi, phu nhân phải mua y phục,
Ta dễ dàng sao? Ta dễ dàng sao? Ta dễ dàng sao? Ê, Mạc tướng quân này, ngài rảnh quá, tới Tung Dương trấn làm cái gì hả? Phải, ngài tới cứ việc tới, còn cho người tới nhà ta. Bây giờ hắn điên như vậy, ta làm sao ăn nói với ngài đây? Lão gia, lão gia, không xong không xong rồi. Im miệng. Lão gia ta từ sáng đã không thấy vui rồi, đừng có nói chuyện xấu với ta nha. Lão gia, bên Mạc tướng quân phái người tới rồi, là Mã phó tướng. Cái gì? Phải làm sao đây, làm sao đây? Lão gia, nếu để Mạc tướng quân biết Thiên Cơ đạo trưởng bị điên, sẽ trách tội xuống đó. Đâu chỉ trách tội đâu, cái này là trảm cả nhà luôn đó, biết chưa? Trảm hả? Quay lại. Ngươi chạy đâu hả? Lão gia, người tha cho con đi, con còn có cha mẹ vợ con. Đó giờ lão gia cũng biết con luôn trung thành với lão gia, nhưng mà lòng trung thành cũng không cần phải bán mại như vậy. Lão gia, người tha cho con đi. Biến đi. Cái đồ sợ chết. Tạ ơn lão gia. Lôi lão gia, tướng quân có chuyện tìm Thiên Cơ đạo trưởng. Cái này chuyện này là đạo trưởng hắn. Hắn làm sao? Chuyện này chuyện đạo trưởng hắn, hắn điên rồi. Cái gì chứ? Điên rồi à? Lão gia, tới rồi. Đạo trưởng đây nè, mà phó tướng quân nhìn đi. Đạo trưởng. Thiếu niên thiên mệnh. Tại sao đạo trưởng lại bị điên vậy? Lôi lão hổ, trên người Thiên Cơ đạo trưởng có trách nhiệm phải tìm báo vật. Bây giờ ngươi làm cho ông ta bị điên thì tới chỗ của tướng quân mà chịu chết đi. Không phải tôi đâu. Thật không phải tôi mà. Cái chuyện này tôi thật sự không biết một chút gì hết đó. Vậy lại đang yên đang lành lại bị điên, lại còn bị điên trong nhà của ngươi nữa chứ. Chuyện này ngươi không thoát khỏi liên quan đâu. Phải. Là ai hả? Hỏi ngươi đó. Hỏi ngươi đó hả? Ta hỏi ngươi, ngày hôm qua đạo trưởng còn đang bình thường, tại sao lúc Phương Thế Ngọc xuất hiện xong thì hắn lại phát điên chứ? Còn nữa, Phương Thế Ngọc đó tại sao lại xuất hiện ở trong nhà chúng ta? Nhất định là Phương Thế Ngọc. Con nhớ ra rồi, hôm qua hình như thiếu gia nhờ đạo trưởng dạy dỗ Phương Thế Ngọc đó. Không lẽ là Phương Thế Ngọc? Ê, không đúng. Phương Thế Ngọc không có bản lĩnh lớn như vậy, nhất định là liên quan tới Thúy Hoa rồi. Phó tướng quân, chuyện đạo trưởng bị điên á, nhất định là có liên quan tới Thúy Hoa đó. Thúy Hoa? Sao lại có liên quan tới Thúy Hoa được chứ? Ôi trời, con ta với con trai của Thúy Hoa xưa nay bất hòa với nhau. Hôm qua con trai ta nhờ Thiên Cơ đạo trưởng giúp đỡ dạy dỗ con Thúy Hoa, cũng chính là Phương Thế Ngọc. Phương Thế Ngọc sau khi rời khỏi Lôi phủ thì đạo trưởng đột nhiên bị điên lên, nhưng mà Phương Thế Ngọc thì không có sao. Cho nên chuyện này nhất định có liên quan tới Thúy Hoa rồi. Nói bậy. Đạo trưởng bản lĩnh cao cường, sao có thể bị một bà chủ quán trà làm cho bị điên như vậy được chứ? Lần trước Đôn Hoàng Thất Sát gì đó cũng đánh không lại cô ta mà. Thật ra Lôi lão hổ này nói cũng không sai, tuy lần trước chỉ phải hai người công Đôn Hoàng Thất Sát, nhưng Lục Thất Sát bản lĩnh cao cường, người đánh bại được họ cũng không có mấy ai. Phi Phong Niệm thì cũng sau đó mới tới. Trước đó chỉ có Phương Thúy Hoa giao đấu với bọn họ. Phương Thúy Hoa này rất có thể là một cao thủ võ lâm ẩn thân. Đúng rồi, lão gia, lúc con phát hiện ra đạo trưởng thì ông ấy đang ngồi chỗ cái bàn ở trong phòng, trên bàn có ly trà, có khi nào là trong trà bị hạ độc không? Phải ha. Như vậy cũng có thể lắm. Hay là vậy đi, ta sẽ đưa đạo trưởng về trước, coi tướng quân giải quyết như thế nào. Được. Lần này tuyệt đối không được bỏ qua cho Thúy Hoa đó. Đừng tưởng cô ta chỉ là bà chủ quán trà thôi, nói không chừng có cao nhân giúp đỡ đó nghe. Cao nhân? Phải, cao nhân. Mà phó tướng, không phải ngài nói Thúy Hoa đánh không lại đạo trưởng sao?
Nói không chừng lần này hả, vẫn là cái người lần trước giúp đỡ của ta đấu lại thất sát ở quán trà đó. Phi Phong Hiệp. Ôi cha, cái tên đó còn có danh hiệu hả? Mã Phó Tướng, ngài nghĩ tên đó sao lại đúng lúc vậy chứ, xuất hiện ở quán trà? Rõ ràng là họ đã có cấu kết với nhau rồi. Ít nhất là trước khi có chuyện đó, ta chưa từng nghe nói Trấn Trung Dương có cái người tên là Phi Phong Hiệp này đâu. Nói rất có lý. Vậy bây giờ ta sẽ về bẩm báo với tướng quân. Dạ quán gia. Dạ. Thiên điên thiên đi thôi nào. Đi thiên điên thiên mà. Đi thôi đạo trưởng. Có tướng đi thông thả nha. Thúy Hoa ơi Thúy Hoa, lần này ngươi đắc tội Mạc tướng quân, ngươi chết là cái chắc. Chưa về nữa. Lâu ta quá cũng đi. Không biết nữa. Đi nửa ngày trời rồi. Lâu quá vậy. Bọn ta vượt qua rồi. Mọi người đừng ồn ào nữa. Hình như mấy cậu ấy đang rất đói. Để cho họ ăn đi. Ăn đi. Con trai, con vượt qua được thử thách rồi. Trời ơi, con trai của mẹ giỏi quá. Con giỏi quá rồi, con trai. Mẹ nhìn con kìa, mẹ cho con một chút thể diện đi. Trời ơi, con trai nhà ai mà giỏi quá vậy nè. Con ai mà giỏi quá vậy. Các ngươi cũng đừng đắc ý quá sớm. Vào được võ viện thì dễ, được ở lại thì khó đó nha. Vậy mà dễ hả? Ngày đăng ký có nhiều học sinh tới như vậy, bây giờ chỉ còn có 10 người tụi con thôi à. Đúng rồi, không dễ chút nào hết. Có mấy lần sợ tới mất tưởng mất mạng luôn chứ. Lần thử thách này chỉ mới là bắt đầu mà thôi. Thử thách khắc nghiệt thật sự chính là bài huấn luyện sau này. Có rất nhiều người vô được chỗ viện rồi đều cầu xin bọn ta thả tôi ra đi mà. Thôi, đừng có hù dọa bọn nhỏ nữa. Chỉ cần các người có quyết tâm, có ý chí thì bình thường sẽ không chết đâu. Cái gì vậy? Không có chết đâu. Phim được dịch và không lẽ chúng ta đã bước vô địa ngục rồi sao? Các người sợ gì chứ? Không phải có câu ta không vào địa ngục thì ai vào sao? Dù là địa ngục thì cũng không đáng sợ bằng mẹ ta dạy ta đâu. Lô phu nhân à, thật ngại quá, xin phép làm phiền bà. Phiền bà khi xuống núi thông báo tới người nhà của những đứa trẻ này. Nhờ họ đem một số đồ dùng của bọn nhỏ lên đây. Tại vì từ đây trở đi, bọn nhỏ sẽ không được tùy ý ra vô võ viện nữa. Như vậy là không được gặp gia gia nữa sao? Học võ ở đây sẽ cực kỳ nghiêm khắc, so với chuyện đi học chữ hoàn toàn không giống nhau, cho nên các người phải chuẩn bị tâm lý cho thật đầy đủ. Vậy là ta sẽ không gặp được con trai của mình nữa sao? Vậy không được đâu sư phụ. Đúng rồi, hay là vậy đi, thiếu lâm của mấy người cần tập vũ không để ta làm cho. Không. Lâm phu nhân thật là ngại quá, thiếu lâm không có nhận nữ nhân làm việc đâu. Nhưng mà ở đây cứ 7 ngày sẽ có một ngày thăm thân, cho nên bà có thể lên đây thăm con, cũng có thể đem đồ lên đây cho tụi nhỏ. Được rồi. Lôi phu nhân, người xuống núi có gặp được mẹ con thì nhắn mẹ đem giày lên cho con nha. Coi nè, giày của con rách hết rồi. Ấy trời ơi, sao giày lại bị rách tới cỡ này chứ? Mẹ, giày của con với Đổng Khiêm Tân cũng rách nữa. Còn nữa, lúc tụi con đi lên núi, đi hoài nóng quá nên quần áo cũng bỏ lại ở trên núi rồi. Mẹ coi, con còn bị thương chỗ này nữa nè. Ôi trời ơi, bị trầy da hết rồi nè. Có đau lắm không hả? Đau. Trời ơi, thiệt là đau lòng quá. Để mẹ thổi cho. Mẹ đừng có như vậy nữa, Phương Thế Ngọc sẽ cười con đó. Vết thương nhỏ xíu có đáng là gì? Lôi Tiểu Hổ, bây giờ ta không có cười ngươi nha. Mau dẫn ta đi nhà bếp được không? Được. Đi. Đi thôi. Lôi phu nhân, nếu người có gặp được cha mẹ con, đừng bao giờ nói chuyện chân của con bị thương có được không? Con sợ họ sẽ đau lòng. Ta hiểu mà, ta biết mà. Cái đám nhóc tụi con đó, đi nhanh đi.
Phương Thế Ngọc, Lô Tiểu Hổ, Hồ Khất Nhi. Có 10 đứa nhỏ được vào viện, ngoại trừ Minh Muội, những đứa trẻ còn lại đều là người Tung Dương Trấn. Vậy bộ áo giáp tổ tiên để lại, thật ra sử dụng như thế nào đây? Tổ tiên mặc bộ giáp này, công lực tăng gấp mấy trăm lần, thậm chí đánh bại thần thú. Mặc ta đi. Danh sách vào võ viện có rồi, mau đọc tên nha. Những người được vào võ viện Thiếu Lâm có Phương Thế Ngọc. Phương Thế Ngọc, lại là Phương Thế Ngọc. Còn có Lôi Tiểu Hổ, Đổng Khiêm Tân, Hồng Võ Kiệt, Hồ Khất Nhi, Biển Đậu, Đại Ngưu, Nữu Nữu, Tiểu Yến Tử. Còn có thêm một Minh Muội. Trên thư nói Minh Muội này là con gái của Võ Lâm Minh Chủ, không phải là người Tung Dương. Những đứa còn lại đều sinh ra và lớn lên ở Tung Dương Trấn. Rất tốt. Thiếu Lâm Tự lần này giúp ta không ít chuyện rồi. Thiếu niên thiên mệnh, thiếu niên thiên mệnh. Ngoại trừ hai bé gái, còn lại 7 tên thiếu niên đó, chắc chắn có một là thiếu niên thiên mệnh. Mau đưa danh sách này giao cho Thiên Cơ, giúp hắn thu hẹp phạm vi. Dạ. Tướng quân, không xong rồi. Thiếu niên thiên mệnh. Thiên Cơ đạo trưởng bị điên rồi. Cái gì? Thiếu niên thiên mệnh. Ai sẽ giúp ta tìm thiếu niên thiên mệnh đây? Biết. Thiếu niên thiên mệnh. Lùi hắn ra ngoài cho ta. Thiếu niên thiên mệnh. Tướng quân sao lại như vậy? Sao Thiên Cơ đạo trưởng lại điên chứ? Lôi Lão Hổ, mau đi bắt Lôi Lão Hổ về cho ta. Tướng quân bớt giận. Ra ngoài. Tướng quân bớt giận. Chuyện là như vậy, Lôi Lão Hổ nói Thiên Cơ đạo trưởng vì muốn giúp con trai của hắn đối phó với Phương Thế Ngọc. Con mẹ của Phương Thế Ngọc là Thúy Hoa lại giúp cho Phương Thế Ngọc đối phó với Thiên Cơ đạo trưởng. Hai người này cứ đấu qua đấu lại với nhau, kết quả Thiên Cơ đạo trưởng bị cúng chiêu. Nói bậy. Thúy Hoa chẳng qua chỉ là một bà chủ tiệm trà nhỏ nhỏ, Thiên Cơ pháp lực cao cường, làm sao thua cô ta được, còn bị trúng chiêu. Tướng quân à, phán đoán ban đầu của thuộc hạ, Thúy Hoa đúng là không giỏi như vậy. Nhưng mà Lôi Lão Hổ nói có thể có cao thủ âm thầm giúp đỡ, cũng rất có thể chính là Phi Phong Hiệp. Cái gì? Tướng quân, ban đầu thuộc hạ cũng thấy hơi khó tin, nhưng mà suy nghĩ kỹ lại, Lôi Lão Hổ này nói cũng rất có lý. Xưa nay Phi Phong Hiệp chưa từng xuất hiện ở Tung Dương Trấn, tại sao ngay lúc chúng ta tìm Thúy Hoa thì hắn lại xuất hiện như vậy chứ? Ý của hắn chính là Phi Phong Hiệp và Phương Thúy Hoa có thể quen biết. Muốn biết bọn chúng có quen biết hay không, chỉ cần để Đôn Hoàng Thất Sát tới quán trà Phương Gia thêm một lần nữa thôi. Phi Phong Hiệp, Phương Thúy Hoa, các ngươi hại ta mất Thiên Cơ đạo trưởng dùng để tìm thiếu niên thiên mệnh, ta sẽ không tha các ngươi. Mà báo cho Đôn Hoàng Thất Sát, tối nay ám sát Thúy Hoa. Cho dù Phi Phong Hiệp có xuất hiện hay không, thì Phương Thúy Hoa đó khiến ta mất đi Thiên Cơ, mất đi một cánh tay đắc lực, không thể buông tha. Bổn tướng xém chút nữa đã tìm được thiếu niên thiên mệnh, lại bị cô ta phá hư. Ta phải giết được cô ta mới hả được cơn giận. Dạ.